thiền Bác nhã là dấu này là dấu thiên tâm thiên tâm không phải là do kiệt biết cái này kỳ cũng là người đeo như quý vị nha thiên tâm là do đức thầy đức phật thầy tan đức quỳnh phú sổ đức trạng trình đức bổn sư đức phật trùm thi giải văn khoai tuân lệnh của thượng đế của cha mẹ và hội đồng chư phật dạy dỗ cho Kiệt gần bao nhiêu năm nay với cái dấu hiệu này. Cho nên quý vị muốn biết hiểu sâu về cái dấu hiệu này thì phải chờ Đức Thầy xuất hiện thì hỏi Ngài, Ngài sẽ giải thích thì sẽ rõ hơn. Chứ ngày xưa, khoảng 4-5 năm về trước, có một lần Kiệt hỏi sư phụ, Thưa sư phụ, Bây giờ sư phụ lập ra đạo hòa hảo, nhiều đạo, tất cả rất là nhiều đạo trên thế giới, đạo Vũ Sơn, và bên Cao Đài cũng có nhiều đạo, Mỹ cũng nhiều đạo. Sao bây giờ mình lại có cái dấu hiệu này, gọi là đạo thiên, chỉ có thờ cha thôi là độc nhất thần, thờ thượng đế, và phải học Phật. Thì nguyên văn sư phụ giải thích như thế này, con có biết, người có đạo công giáo, người ta có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện khổ chuyện sướng gì cũng kêu trời ơi người đạo hồi cũng là thờ ông trời chuyện vui chuyện buồn gì người hồi giáo mỗi ngày ăn cơm quay về hướng hướng gì ta cũng là kêu trời ơi khánh trời khánh phật người đạo phật không thờ không có hiểu nhiều về, về trời nhưng họ có chuyện gì họ cũng kêu trời ơi phật tử toàn là kêu trời ơi cả mấy thầy mấy hòa thượng cũng kêu trời ơi luôn á nhưng mà chẳng qua là kinh điển thời nay thần tú sửa lại cho nên làm cho con của thượng đế quên đi cha mẹ thì đạo phật cũng kêu trời ơi buồn vui khổ sướng gì cũng kêu trời ơi hết rồi xuống cao đài cũng thờ ông trời cũng kêu trời ơi tức là người không đạo cũng kêu trời và người ác nhất thế gian cũng kêu trời ơi cái gì cũng kêu trời hết thì hội đồng chư phật ở trên trời và cha mới quyết định là lập ra cái đạo thiên tâm này mà đạo thiên này ở có trên trời hàng nghìn nghìn năm ở trển xuống thời gian năm 1979 xuất hiện đầu tiên trên mặt quả địa cầu này là năm 1979 lúc đó trong cộng tấn công miền Bắc nước Việt thì các vị về kêu tất cả các tù nhân của trước 75 Việt Nam Cộng Hòa đó là lấy gỗ lấy mũ lấy gì đó, cứ đục đẽo cái dấu hiệu này mà đeo thì từ đó cái dấu hiệu này đã có mặt ở nước Việt năm 1979 nha quý vị Không phải mới đây nha Cho đến những thời gian gần đây á, Kiệt mới phổ biến Nhưng mà Kiệt đã có dấu hiệu này đã đeo trong người gần rất là lâu rồi Những người xung quanh Kiệt đã biết cái dấu hiệu này đã đeo rất là lâu Cả cái chánh điện của bên Thiên Tâm ở bên Của xin lỗi của điện mẫu ở bên Thiên Long Sơn á Kiệt cũng xây cái dấu hiệu này từ ngày đầu mua cái núi Thiên Long Sơn này cho nên nó không phải là gần đây mà hàng nghìn nghìn năm nhưng dấu hiệu này officially là được thượng đế và các hội đồng mà Bồ Tát, chư thiên, chư thánh, chư thần và các cõi thế gian và thiên long bát bộ, tất cả các vị A La Hán, các vị thần, các vị tiên của tất cả các đạo luôn, công giáo, hồi giáo đều giao hộ với dấu hiệu này khi hiện giờ ai có đại nạn hay có chuyện gì là cái dấu hiệu này là dấu hiệu mạnh nhất, nó cũng giống như là một uh, giống như mình có passport của Mỹ về đi nước nào cũng được, còn passport Việt Nam á thì uh, bây giờ mấy cái nước bên Âu châu bị chặn lại đại khái giống vậy. Cho nên được tất cả hội đồng trong không gian và uh, cõi người, cõi trời, tất cả các cõi đều biết cái dấu hiệu này gia hộ.